Nhiều năm về trước, tại vùng đất Hy Lạp cổ đại, một nhà hiền triết từng nói: "Nếu tiền không thể mang lại hạnh phúc cho bạn, thì hãy đưa nó cho tôi." Đúng rồi đấy, nếu một ngày bạn cảm thấy mệt mỏi, ủ rũ, không muốn làm gì, thì theo chẩn đoán của bác sĩ, rất có thể bạn đang mắc một chứng bệnh nan y gọi là hết tiền. Và nếu bạn đang hết tiền thì ngồi xuống đi vì hôm nay tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện về cách mà thời đi học tôi đã giải quyết khoản nợ hơn 20 triệu chỉ trong vòng một tháng như thế nào. Từ đầu như này, không phải tự nhiên mà tôi nợ hơn 20 triệu từ hồi mới đi học. Đây là Linh, Nguyễn Hoàng Cẩm Linh. Chúng tôi chơi với nhau từ hồi tấm bé. Tích xưa kể lại rằng kiếp trước Linh là phù thủy hàng đêm hay cưỡi trồi đi trộm chó cho nên kiếp này linh bị trời phạt cái số hãm tài làm gì cũng thất bại vì số nợ hơn 20 triệu kia là từ một tay linh mà ra chuyện là ngày trước linh có yêu một cậu trong xóm yêu đến độ nó sẵn sàng dùng hàng tuần trời để làm thủ công một con gấu bông để tỏ tình với người ta nhưng cuộc sống mà thằng kia không những từ chối mà còn cam tâm ném con gấu bông linh làm tặng vào thùng rác buồn tình linh tìm đến tôi mà khóc nó nói rằng thứ duy nhất bây giờ có thể chữa lành con tim của một thiếu nữ là một bát bánh đa và 500.000 tiền mặt bánh đa là vì Linh đang đói Còn 500 nghìn để làm gì thì tôi không biết Mãi sau tôi mới biết 500 nghìn là vốn Linh xin về để kinh doanh bán thú bông Nói chung là Linh cũng khéo tay Gấu bông Linh làm cũng đẹp Nên hồi đầu bán chạy lắm Chạy đến mức mà ngày ấy trong khi tôi phải è cổ đạp xe đến trường Thì Linh đã có xe điện để đi Nhận thấy kinh doanh có lãi Linh vay luôn của mẹ nó 20 triệu để mở rộng quy mô Không biết chuyện sau đấy thế nào Chỉ biết là hai tháng sau mỗi tối tôi đều nghe thấy giọng chú Duy Mạnh với ca khúc kiếp đỏ đen phát ra từ cửa sổ phòng linh vô cùng não nề và buồn bã linh này 500 trăm nghìn của tớ đâu tớ là mất rồi làm mất thì phải đền trước cậu vay của tớ mà nhưng bây giờ không có tiền thì làm sao mà tớ trả cậu đủ không tớ không biết cậu phải tìm cách chứ bằng một thứ tà thuật nào đấy linh đã khiến tôi đồng ý hợp tác với nó để tìm cách trả nợ đéc lanh là hai tháng trước khi mẹ linh từ trung quốc trở về Đến lúc đấy mà không có 20 triệu nộp cho mẹ Linh Thì không chỉ nó chết mà tôi cũng không an toàn Vì chắc chắn mẹ Linh sẽ mách với mẹ tôi Chuyện tôi dám cho nó vay tiền Vì thế Linh đề xuất chúng tôi phải bắt tay vào kiếm tiền ngay Bình tĩnh Linh Vội vàng là tác phẩm của Xuân Diệu chứ có phải tác phẩm của mày đâu Phải có kế hoạch chứ Hồi đấy em xóm tôi có một thứ mà không xóm nào có Đấy là nghiện Rất nhiều nghiện Người ngoài không biết nhìn vào sẽ thấy sợ Còn tôi nhìn vào thì thấy đấy là một Cơ hội làm ăn Nghiện đồng nghĩa với gì? Nghiện đồng nghĩa với nợ Nợ đồng nghĩa với gì? Nợ đồng nghĩa với mắm tôm Hồi đó không ngày nào là xóm tôi không có nhà bị đáp mắm tôm vào cửa cả Các bạn sẽ nghĩ là Ơ, à, họ đang nợ thì lấy đâu ra tiền mà thuê người dọn mắm tôm Đúng, họ không có tiền Nhưng hàng xóm của họ thì có Tôi cùng Linh mở ngay dịch vụ Chỉ với 50.000 và mắm tôm trước cửa nhà bạn sẽ biến mất Chú có thấy mắm tôm trước cửa nhà chú không? Chú có Chú có khó chịu không? Chú có đưa cháu 50 nghìn và nó sẽ biến mất Nhưng thu nhập từ việc dọn mắm tôm vẫn quá ít so với số nợ hơn 20 triệu mà chúng tôi đang mang Vì thế tôi và Linh phải tìm đến những phương án bị ổi hơn để kiếm tiền Hồi đó xóm tôi có bác Minh Bác giống lão hạt nhưng là phiên bản nhiều tiền Nhà bác giàu khủng khiếp Giàu đến mức bác nuôi một con chó bé dê để bầu bạn Bác thương nó hơn thương người Một bữa nó no ăn phải bằng hai phần ăn sáng của tôi và Linh cộng lại Linh có ý tưởng hay là mình sang đấy trông chó hộ bác Minh đi Tuân Đấy Linh, mày chính là ví dụ tiêu biểu cho việc nếu bạn ngu thì tốt nhất bạn nên bị câm đấy Vì với cái xóm số nghiện vớ vẩn còn hơn số người này Thì cái chuyện con chó đấy bị câu trộm mất nó là vấn đề về thời gian Việc của tao và mày là ngồi yên và theo dõi và đúng như tôi dự đoán, mấy ngày sau con chó nhà bác bị trộm mất Bác Minh sốt ruột đi dáng giấy khắp nơi Thậm chí còn thưởng nóng 7 triệu cho bất cứ ai mang được chó nhà bác về Tôi đơn giản cầm 600.000 ra chuộc con chó nhà bác rồi về lĩnh 7 triệu. Đến đây thì chúng tôi kiếm đủ tiền để trả nợ rồi. Nhưng tôi không muốn dừng lại vì trên đời chỉ có hai thứ không đáy. Một là điểm hóa của tôi và hai là lòng tham của con người. Tại sao chỉ kiếm đủ tiền trong khi mình có thể kiếm được nhiều hơn? Và thế là tôi và Linh mở hàng ăn sáng. Hồi đó ở cổng trường chỉ có ba loại đồ ăn sáng. Xôi, bánh mì và siêng bẩn. Điểm yếu của ba thứ này là không bán kèm nước. Chúng cực kỳ khô và cực kỳ dễ ngán. Học sinh ngày ấy khao khát một món canh để ăn sáng trước cổng trường. Nắm bắt được nhu cầu đấy, tôi mở hàng bánh đa cua. Hồi đấy trách nhiệm duy nhất của chúng tôi là mua nguyên liệu từ ngày hôm trước, gửi cho bà Linh rồi sáng hôm sau trở đến trường. Bánh đa của chúng tôi ngon đến mức mà ngày ấy chỉ trong một buổi sáng chúng tôi có thể bán được tới hơn 100 bát. Sự tăng động của Linh kết hợp với tính kỷ luật của tôi khiến chúng tôi là một cặp bất bại. Nhưng rồi Linh bấm vào nút tự hủy Các bạn có nhớ cái thằng từ chối tình cảm của Linh mà tôi kể lúc đầu không? Ừ, hôm ấy nó ăn ở quán tôi Linh ơi xin hãy tự trọng Chuyện xảy ra ở thời quá khứ mà chia ở hiện tại là bị sai ngữ pháp đấy Bỏ đi bạn ơi Đây là tiếng chó Dứt khoát là tiếng chó Mình không hiểu tiếng chó Chính mắt tôi đã thấy con nha đầu dám cam tâm nhổ vào đồ ăn của khách cục đờm to như con hà mã xanh lè nổi lềnh phềnh trên mặt bác bánh đa tôi ra tín hiệu cho thằng kia sos mày ừ mày đấy chạy chạy con mẹ mày ngay đi nó còn quay lại phía tôi vậy chào linh nhá các bạn có biết cảm giác chứng kiến một người đi vào chỗ chết mà mình không thể cứu được họ chưa các bạn có biết cảm giác chứng kiến một người múc từng sợi bánh đa pha đờm của người khác chưa cảm giác lọc người không được đẹp như trong những câu chuyện cổ tích mà mình thường nghe kể. Từ hôm đấy tâm hồn tôi bị tổn thương sâu sắc. Từ hôm ấy tôi không bao giờ có thể cầm muôi và nấu bánh đa được nữa. Nhưng điều khiến tôi nuối tiếc nhất là khoản nợ 500.000 cùng bác bánh đa mà Linh nợ tôi ngày ấy. Đến bây giờ... Vẫn chưa được trả còn yêu nữa. Các bạn tưởng là đã hết video rồi đúng không? Chào mừng đến với chương trình cuối mỗi video Tôi gọi đó là comment đi và bạn sẽ lên TV xong đây Nơi mà tôi sẽ trả lời câu hỏi Comment đầu tiên của nhân tạ hay quá ạ mà thấy chú ra video này lâu quá tất nhiên là lâu rồi phải vẽ tay mà nhưng mỗi clip của chú cứ bị lôi cuốn rồi xem ghiền luôn cảm ơn chú vì đã cho bọn cháu xem những clip cực giải trí ạ và mong thấy mặt chú và gia đình mặt tôi à để tôi dạy các bạn lấy giấy bút vẽ mặt tôi này hình tròn nhá hai con mắt này không mắt cá chết này Mồm à. một vụ nổ này mặc tôi đấy có mừng tiếp theo của tú anh nguyễn chú là ông tổ văn học nói câu nào là thấm câu đấy đừng 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 gọi tôi bằng những biệt danh như thế thật cái từ đấy nó dành cho những bậc vĩ nhân như là nguyễn du nguyễn trãi chứ không dành cho tôi các bạn ạ ồ ừ. nhưng mà đúng làm youtube cần trình độ đấy độ ngu ok tôi mày lại tự chửi mày thôi mày làm youtube đấy okay, sao mày sao mồm thích tự hủy thế nhỉ con mừng tiếp theo của Trúc Bùi Chú tôi ơi chú còn làm nghề gì ngoài Youtuber nữa không Chứ nghe chú kể là chú ngày xưa học giỏi lắm Chắc còn làm nghề gì nữa rồi Nói thật các bạn nghe trong tiền Youtube Hình như phải 2 năm rồi tôi chưa đi giúp ấy Trời ơi. Tôi làm nghề gì á à? Nếu là Linh thì Linh đã trả lời là tôi đang làm Con mừng tiếp theo của Trung Trần Thái Bao giờ anh mới trở lại game kinh dị vậy ạ à? Không bao giờ em nhận